tổ quốc của mình theo mà. Cảm ơn Mai Dương, quê hương của mình mà. Quê Dương, quê Mai Dương không có đâu bằng quê hương của mình đây mà. Xứ của người ta thì cũng là của người ta thôi, mình cũng là người đi đến, mình tìm cơ hội mình làm ăn rồi mình quay về chứ, chứ mình đâu có ở xứ người ta. Thằng Mỹ Trắng nó cũng chỉ vô mặt mình, nó nói mày là thằng da vàng mà, mày là thằng Việt Nam mà, chứ đâu phải nó nói mình là thằng Mỹ đâu. Thằng Mỹ nó, nước Mỹ này là của nó mà. Cha ông tụi nó cướp từ tay người da đỏ, người Mỹ da đỏ mà. Thành ra đừng có mà bài đặt qua Mỹ rồi hãnh diện quá, ôi tôi là người Mỹ, không dám đâu. Nó cóc đầu như con chó. Năm xưa thằng nó lùa dân Nhật vô trại tị nạn hết trơn, nó lùa vô cái trại tập trung chứ, nó nhốt lại hết. Lúc mà Nhật với thằng Mỹ nó đánh nhau á, nó nhốt mất của mất tài sản hết, cuối cùng là làm được gì nó à. Mỹ à, nước Mỹ này lúc nào cũng của nó thôi, chỉ có mấy bao que xỏ lá qua Mỹ. Nước Mỹ của tao, trời ơi, nước Mỹ của tao, mày về Việt Nam ở đi. À, mày về Việt Nam ở đi, nước Mỹ của tao. Mà que xỏ lá mà nó chui vô cái khu của người Việt nó ở thì nó nói vậy thôi, mà nó đi ra mà mấy cái khu mà của người Mỹ á, mày nói nước Mỹ của mày là nó cóc đầu má nhìn không ra luôn. Đâu dám đâu chui vô mấy cái cộng đồng mà mấy cái chỗ mà bao que xỏ lá, mấy cái chỗ mà thối nát á, mấy cái đám ăn hại. Nước Mỹ của tao, mày về Việt Nam mày ở đi. Mấy cháu cộng vô lắm, mấy chồng nó mẹ không rõ lắm đâu con. Đối với tôi là tụi nó là cái khúc vui trong cuộc sống. Có phải là do nó là công dân chưa? Ngày nào mà tôi làm gì anh à? Đó là ngày đó như tôi ăn cơm không được. Cô cho mấy bài tập về nhà. Mấy thằng bao ngày cho lá mười mấy năm nay á, tụi nó không có chọc nó thấy nó đi được đâu à, từ không khí đó con, nó không gọi là cái gì, nó giả mang sao á, nó mang rợ, nó vừa mọi rợ mà nó vừa mang rợ nữa, vô tới cái cộng đồng của Việt Nam ơi, tu thứ chuyện tệ nạn đó, mà lúc nào nước Mỹ của tao. Mấy cái chỗ nào mà hội họp mà party nó gọi là tổ chức đại nhạc hội rồi là hồi nó có quýnh lộn, mà quýnh lộn là hồi làm quản có bắn nhau à. Mấy thằng bao quà cho lá mắc cười lắm, mà không biết làm gì nó đội Mỹ lên đầu. Năm xưa Mỹ bỏ rơi khóc hù 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 hù. Quỷ Nhân Thiệu ngồi trên chiếc máy bay trực thăng khóc hù 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 hù. kêu Mỹ viện trợ thì Mỹ không viện trợ, khóc chửi Mỹ. Mà rồi tới nỗi mà lúc mà ông Diệm á, các bạn anh chị em bạn biết ở trong quá khứ đó, lúc mà ông Diệm á, xin lỗi nó lộn hoài nãy giờ nó lộn ông Thiệu. Lúc mà ông Thiệu á, ông giận Mỹ á, hồi lúc mà Mỹ đem ông chạy bỏ chạy trốn á, ông giận Mỹ, ông đâu chịu qua Mỹ đâu, ông chậu chịu đi qua, ông đi ông qua Đài Loan xong rồi.